Chào quý vị và các bạn, sau đây tôi chia sẻ về quy trình thay một kiến trúc rất khẩn cấp cửa từ tại tầng chung cư riêng của tay làm việc. Khi đã nhận về sự cố cửa nút nhấn bị hư, ta cần đem đồ nghề là một chiếc thư điện và một miếng kiến để thay thế. Sau đó ta tiến hành tháo nắp ra, thay thế miếng vỡ bằng miếng mới từ phía ban đầu. Sau đó ta lắp lại vị trí ban đầu. Clip trên tôi đã chia sẻ về quý vị và các bạn về quy trình thay thế mắt kính nút nhấn cửa từ. Xin kính chào quý vị và các bạn.